chào các bạn tôi chia sẻ câu chuyện hay về tầm nhìn và định hướng bước đi của tương lai của một cô gái nhỏ có tên là bảo ngọc nhé bảo ngọc là một cô gái trẻ sống ở một ngôi làng nhỏ ở việt nam từ nhỏ cô đã mơ ước về một tương lai sáng láng nơi mà cô có thể khám phá thế giới và đạt được những thành công lớn lao tuy nhiên cuộc sống ở làng quê không mấy dễ dàng và việc học tiếng anh trở thành một thách thức đối với bảo ngọc nhưng cô không từ bỏ bảo ngọc đã nhận ra rằng việc học tiếng anh không chỉ là một cánh cửa mở ra thế giới mới mà còn mang lại rất nhiều lợi ích khác bằng việc thành thạo tiếng anh bảo ngọc không chỉ có thể tiếp cận kiến thức mới mà còn có thể tương tác với những người từ các quốc gia khác việc này mở ra cơ hội học hỏi vô tận từ những người bạn quốc tế làm giàu thêm cho kiến thức và tầm nhìn của cô hơn nữa việc biết tiếng anh cũng giúp bảo ngọc dễ dàng tìm kiếm thông tin trên internet học tập từ các tài liệu và sách báo tiếng anh mà trước đây cô không thể tiếp cận điều này giúp cô nâng cao trình độ học vấn và sẵn sàng cho bất kỳ cơ hội nghề nghiệp nào trong tương lai cuối cùng việc biết tiếng anh cũng mở ra cánh cửa cho bảo ngọc vào thế giới công việc quốc tế với kiến thức và kỹ năng tiếng anh cô có thể xin việc và làm việc tại các công ty quốc tế nơi mà cô có thể đạt được mức lương cao và có cơ hội du lịch khắp nơi trên thế giới cuộc sống của bảo ngọc từ đó đã thay đổi hoàn toàn nhờ vào việc học tiếng anh cô không chỉ có được một tương lai sáng láng mà còn có thể thực hiện những ước mơ du lịch và khám phá văn hóa của các quốc gia khác nhau trên thế giới câu chuyện của bảo ngọc là một minh chứng sống đầy cảm hứng về sức mạnh của việc học tiếng anh và tầm nhìn mở rộng của chúng ta về tương lai những nỗ lực và kiên trì của cô gái trẻ đã mở ra một thế giới mới nơi mà cô có thể tự tin khám phá và đạt được những mục tiêu to lớn nhưng câu chuyện của bảo ngọc không chỉ là của riêng cô mà còn là cả của chúng ta. Bằng cách chia sẻ câu chuyện này, chúng ta có thể lan tỏa động lực và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh và sự mở rộng tầm nhìn của mỗi người. Vì vậy, hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp này bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Hãy để mỗi người biết đến câu chuyện của Bảo Ngọc, từ đó tạo ra sự lan tỏa và lan truyền động lực cho mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ ở Việt Nam, để họ nhận ra rằng việc học tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng mà còn là một cơ hội mở ra cánh cửa cho một tương lai sáng láng và đầy triển vọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này và chúc mọi người có được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống